Mê mệt ngắm thân hình chuẩn nhất V-Biz của Diễm My 9X, không ai có thể vượt mặt được kể cả Ngọc Trinh. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào thường thấy, Diễm My 9X cũng sở hữu một thân hình sexy khiến nhiều cô gái phải ghen tị. Là một gương mặt đã không quá xa lạ, Diễm My 9X được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng khi sở hữu gương mặt xinh đẹp thuần Việt. Sau thành công với vai diễn Helen trong Cô Ba Sài Gòn, nữ diễn viên nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Ngoài khả năng diễn xuất, Diễm My cũng tạo được ấn tượng mạnh khi có một ngoại hình xinh đẹp cùng thân hình vô cùng nóng bỏng. Diễm My được ví như một biểu tượng gợi cảm của showbiz khi sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Từ vai diễn cô bé bị chê bai về ngoại hình, Diễm My 9X đã lột xác trở thành mỹ nhân xinh đẹp. Sở hữu chiều cao khá lý tưởng 1m65, vì vậy nên người đẹp thường xuyên khoe những hình ảnh vô cùng nóng bỏng. Yoga chính là môn thể thao giúp nữ diễn viên giữ được thân hình chuẩn như hiện tại. Thân hình đáng ngưỡng mộ khiến cánh mày râu phải mê mẩn. Sau thành công với vai diễn Helen trong Cô Ba Sài Gòn, nữ diễn viên nhận được rất nhiều tình cảm từ người mến mộ. Người đẹp ngày càng trở nên quyến rũ và nóng bỏng hơn. Nam em bất chấp diện lại váy nhà Phương mặc, giúp được Trường Giang cầu hôn kèm lời thách thức. Nam em mặc giống hệt trang phục mà nhà Phương mặc vào đêm trao giải Mai Vàng 2017, cũng chính là đêm mà nhà Phương được Trường Giang cầu hôn trên sóng truyền hình trực tiếp. Sau khi scandal tình cảm tay ba, nam em Trường Giang nhà Phương lắng xuống, thì mỗi người đã trở lại guồng việc của mình. Nam em liên tục ra MV ca khúc cũng như tung những hình ảnh. Nhã Phương tỏ ra không bị ảnh hưởng khi vẫn vui vẻ làm việc, đi chơi cùng bạn bè, trong khi đó Trường Giang vẫn chạy show bình thường. Điều đáng nói, dù quay lại cuộc sống bình thường, nhưng nam em thường xuyên đăng những trạng thái mỉa mai hay luôn nhắc đến Trường Giang. Mới đây trên trang Instagram của nam em lại cho đăng một bức ảnh khá xinh đẹp cùng với dòng trạng thái "Phỏ tắc em, đừng trách em, thâm cung bí sử". Ngay sau khi thấy hình ảnh của nam em trên Instagram, nhiều cư dân mạng lại nhận ra rằng chiếc váy mà người đẹp Tiền Giang mặc lại giống hệt chiếc váy Nhã Phương mặc tại lễ trao giải Mai Vàng 2017. Cũng chính là đêm mà Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình trực tiếp. Hơn thế nữa, giọng viết của nam em khá thách thức, không hiểu cô nàng đang nhắm tới ai. Dòng thách thức mỉa mai của nam em. Cư dân mạng lại bắt gặp phụ kiện mà nam em cài trên đầu cũng là loài hoa cẩm chướng cô thích tặng sinh nhật cho Trường Giang đợt vừa rồi. Chiếc váy nam em mặc đúng là chiếc váy mà Nhã Phương đại diện vào đêm được cầu hôn tại lễ trao giải Mai Vàng 2017. Với thân hình mảnh mai, Nhã Phương mặc chiếc váy này rất đẹp và tôn dáng. Cả nam em lẫn Nhã Phương mặc đều đẹp và rạng ngời như nhau. Phi Thanh Vân mua nhà mới, còn cẩn thận mời thầy trấn yểm bùa, nào ngờ nghe phán một câu rợn người. Người đẹp giao kéo chia sẻ, ai muốn lấy cô làm vợ thì phải mua nhà riêng, không thể có chuyện về nhà của cô ở. Sau đổ vỡ của hai cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, Phi Thanh Vân hiện đang sống độc thân, công việc kinh doanh thuận lợi. Mới đây, Phi Thanh Vân đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô cùng thầy phong thủy đến xem căn hộ cô mới mua. Theo đó, nữ diễn viên cho biết, cô mua nhà mừng con trai 2 tuổi. Thầy phong thủy nói rằng ngôi nhà này chỉ nên ở độc thân. Nếu như Phi Thanh Vân dẫn chồng về ở thì không hợp mệnh, hai người sớm muộn cũng sẽ chia tay. Phi Thanh Vân cười lớn, cô nói, thầy cứ yên tâm, ngôi nhà này sẽ không bao giờ có ai vào đây ở. Vì nếu như người đàn ông nào yêu và lấy Phi Thanh Vân làm vợ thì sẽ phải mua nhà cho tôi ở, bởi vì ngôi nhà này tôi sẽ tặng cho con trai của tôi là bé Tấn Đức. Người đẹp đã chia tay người chồng thứ hai Bảo Duy hồi cuối năm 2017 vì hai người xảy ra bất đồng. Phi Thanh Vân từng tố cô bị người này bạo hành, đập phá nhà cửa vì ghen tuông vô cớ. Sau khi ra tòa, Phi Thanh Vân giành quyền nuôi con trai nhỏ và dồn hết tình cảm cho con. Trước đó, cô từng sảy thai nhiều lần vì sức khỏe yếu, mỗi lần đều đau như chết đi sống lại. Phi Thanh Vân ký hợp đồng mua căn hộ chung cư cao cấp từ vài tháng trước khi nhận nhà. Cô gọi đây là món quà mừng con trai lên 2 tuổi. Cận cảnh nội thất xa hoa đắt đỏ trong căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh của Phi Thanh Vân. Tông chủ đạo trắng và xám nhạt rất nổi bật. Phòng riêng của bé Tấn Đức thiết kế cầu kỳ và dễ thương. Được biết tổng giá trị căn nhà này lên tới 10 tỷ đồng.
Phi Thanh Vân cho biết cô rất yêu cuộc sống tự do, vui vẻ hiện tại bên con trai. Phi Thanh Vân sẽ không vội vàng tìm người yêu, cô sẽ chọn thật kỹ lưỡng để không đau khổ lần nữa. Thúy Diễm diện nội y khoe bụng bầu được Lương Thế Thành hôn trước ngày sinh. Lương Thế Thành và Thúy Diễm vẫn lãng mạn và ngọt ngào trước ngày đón con trai đầu lòng chào đời. Cách đây vài giờ, Thúy Diễm chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh cô được ông xã Lương Thế Thành hôn lên bụng bầu. Nữ diễn viên còn gửi lời cảm ơn bạn bè, fan hâm mộ đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm mẹ. Qua những dòng chia sẻ niềm vui nôn nao, chờ cậu con trai đầu lòng ra đời, nữ diễn viên tiết lộ rằng hai vợ chồng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ chờ ngày đón em bé. Đồng thời cô còn chia sẻ, ba mẹ nôn ngóng con lắm rồi đó chó con ơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên làm bố làm mẹ, cảm giác chờ đợi trong niềm hạnh phúc của vợ chồng Thúy Diễm ai cũng biết. Lương Thế Thành không ngại bày tỏ lòng yêu thương và nâng niu bụng bầu của vợ Thúy Diễm. Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn vào ngày 14 tháng 4, 2016. Sau 2 năm nên duyên, cặp đôi vẫn luôn dành cho nhau sự trân trọng như những ngày đầu. Trong khi Thúy Diễm khéo léo đảm đang trong việc nội trợ, thì Lương Thế Thành cũng hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một người chồng. Giờ đây, sắp đón em bé đầu lòng, cặp đôi vẫn khiến cư dân mạng rụng tim với những lời yêu thương có cánh gửi đến nhau. Giờ đây, Thúy Diễm đã tạm ngưng đóng phim để dưỡng thai và lo cho gia đình. Cách đây vài ngày, Thúy Diễm còn chia sẻ, từ lúc có em bé chỉ ở trong nhà ít đi ra ngoài, cô nói, ngoài kia thế giới sao rồi nhỉ, em nằm mộ chẳng biết cái gì, lên tròn 12kg rồi. Nữ diễn viên muốn sinh con ở Việt Nam vì cần gia đình, được mẹ chăm sóc chu đáo hơn. Vợ chồng cô cũng đã mua căn hộ mới để đón con đầu lòng. Hiện tại sức khỏe của Thúy Diễm tốt, cô không bị nghén. Cả thế giới ra mà xem, Hồ Ngọc Hà khoe cả ảnh Kim Lý trong phòng tắm lúc này. Vừa đăng ảnh của Kim Lý được vài phút, thì Hồ Ngọc Hà cũng đã vội vã xóa đi khoảnh khắc này. Mới đây trên Instagram, Hồ Ngọc Hà đã khiến khán giả hết sức ngỡ ngàng khi chính cô đăng tải hình ảnh của nam diễn viên Kim Lý. Có thể nói, đây là bức ảnh cận cảnh đầu tiên về anh mà cô chia sẻ công khai với mọi người. Tuy nhiên, điểm thu hút ở đây chính là khoảnh khắc gần như trọn vẹn thân hình của anh. Với cơ bắp cuồn cuộn sáu múi, Kim Lý dường như đốt mắt bao ánh nhìn. Hồ Ngọc Hà đăng tải bức ảnh Kim Lý đang trong phòng tắm, anh còn tạo dáng chụp ảnh khi đang cạo râu. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng vội xóa khung hình này, nhiều người cho rằng cô đã vô tình đăng nhầm ảnh. Ngay sau đó, Kim Lý đăng bức ảnh giống hệt vào Good Morning Texas. Điều này đồng nghĩa với việc anh đang tháp tùng Hà Hồ trong chuyến công tác tại Mỹ. Thời gian này, người đẹp đáp chuyến bay đến khắp các nước để phục vụ khán giả cũng như phát triển công việc kinh doanh. Dẫu vậy, khi đi đến đâu cô cũng có người yêu bên cạnh, Kim Lý dường như trở thành một vệ sĩ trung thành của Hà Hồ. Cả hai luôn làm mọi người xuýt xoa vì sự hạnh phúc của họ được toát lên từ ánh mắt và nụ cười. Sự thân thiết giữa Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được truyền thông khán giả ngày càng quan tâm. Sau khi ra mắt MV Cả Một Trời Thương Nhớ, Hồ Ngọc Hà vướng tin đồn phim giả tình thật với nam diễn viên Kim Lý khi cả hai thể hiện những cánh khóa môi quá nồng nhiệt. Hiện tại khán giả rất mong cặp đôi này sẽ sớm về chung nhà trong thời gian sắp tới. Đây là lý do cưới hơn một năm, Trấn Thành vẫn không gọi mẹ Harry là mẹ, tiết lộ sự thật về quan hệ trong nhà. Dành nhiều lời khen cho Hương Giang, nhưng Trấn Thành và Harry Won đều cười té ghế với màn giả gái của Trường Giang. Manbred khi đàn ông mang bầu 2018 là show thực tế trải nghiệm đầu tiên mà Trấn Thành Harry Won tham gia, với vai trò người chơi chứ không diễn xuất hay ca hát. Có không ít câu chuyện vui nhộn xoay quanh đời sống của đôi vợ chồng son, lần đầu được tiết lộ như việc Trấn Thành không gọi mẹ Harry là mẹ vợ, hay chuyện cả gia đình Asin hay quay lén nhau để cả nhà cùng vui. Trấn Thành cho biết anh luôn gọi mẹ Harry Won là Sophie Nuna, chị Sophie, vì mẹ Harry rất hài hước và thường xuyên chặt chém con rể. Asin còn hùng hồn khẳng định Trấn Thành chặt chém người ta ra sao thì cổ chặt chém tôi như vậy. Trên đời này chỉ có một mình mẹ vợ tôi chặt được tôi thôi. Anh chàng còn kể lại câu chuyện xoắn não diễn ra trong hai bên gia đình, khiến anh tin chắc mẹ Harry Won thực sự yêu thương mình. Vợ em hay quay lén những hành động kỳ quặc của em ở nhà, gửi cho má vợ em coi, má vợ em coi ngồi cười. Em vợ lại quay lén má vợ gửi cho vợ em, vợ lại cho em coi, vậy đó gia đình này vui lắm.
hai bà mẹ trong gia đình Việt Hàn được dịp hội ngộ trong Melbourne. Trấn Thành không giấu được sự tò mò rằng chị mẹ vợ nghĩ về mình ra sao. Trong tập 1, hình ảnh tóc vàng hoe, áo hồng hay váy xanh lại thêm nốt ruồi đậm đà của Trường Giang, lại khiến Harry Won cười như được mùa. Tuy đã khéo léo khen ngợi Trường Giang là người hài hước nhất trong số 6 bà bầu ngôi sao, nhưng cô nàng vẫn bị ông xã bắt bài. Đây chính là cảm xúc miệt thị của Lê Lộc khi thấy anh có bầu, biểu cảm đã nói lên tất cả. Về phần mình, Trấn Thành thẳng thắn chê bai ngoại hình của Mười Khó. Tôi nghĩ Trường Giang không nên có bầu, đây là bà bầu xấu nhất Việt Nam. Tôi nổi hết cả da gà. Harry Won bật cười khi nhớ lại tạo hình giả gái của Trường Giang. Cận cảnh hình ảnh bà bầu Trường Giang khiến Trấn Thành nổi da gà. Hai thành viên của gia đình Việt Hàn cũng nhất trí rằng Hương Giang vẫn xinh xắn, chuẩn phơm, dù phải ca múa với chiếc bụng bầu. Nếu Harry Won không muốn nói tới vì mình không đẹp bằng hoa hậu, thì Trấn Thành lại cho rằng khi đàn ông mang bầu quá phù hợp với Hương Giang. Bên cạnh độ đẹp đồng đều thì hai thành viên của gia đình Kỳ Vĩ cũng khiến Harry Won thích thú vì độ hiền lành không chiêu trò, lém lỉnh như Trường Giang, Hương Giang. Tuy vậy, Trấn Thành vẫn không quên nhắc nhở bà xã, em chỉ nhìn những gì trước mắt, chứ em đâu có nhìn thấy độ đồng lòng của họ. Hứa Vĩ Văn có thể thật thà chứ kỳ duyên có cái duyên kỳ lắm. Em để đi, cô bé thông minh và rất chịu chơi, đụng cái gì cũng chơi hết mình. Hai thành viên của gia đình Việt Hàn xinh xắn cả đôi trong tạo hình bà bầu. Theo Trấn Thành, Hứa Vĩ Văn có thể hiền lành, nhưng Kỳ Duyên cũng là một cô nàng lắm chiêu đáng đề phòng.